Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ vừa đi kiểm tra cái kết quả ghép cái cây mần quân. Đây là mần quân nhà mọi người nhé, đây là cái mần quân nhà này, còn cái gốc của nó là cái cây mần quân rừng rất là nhiều gai luôn. Đấy, đây là cây gốc mần quân rừng nhé, rất là nhiều gai. Cái này thì mình đã ghép được cả hơn 1 tháng rồi, bây giờ thì đang lên chồi rất là đẹp. Thì hiện tại thì vườn mình đang trồng một số cái loài mần quân. Đấy, trong đó có mần quân rừng, mần quân nha. Đấy thì rất là nhiều, mình có mần quấn này, có cả hoa rẻ nữa. Đây mình sẽ dẫn mọi người xem những cái mần quấn rừng. Đấy, có một số cái mần quấn rừng thì hiện tại mình vẫn đang để nguyên như thế và mình không ghép nhé. Mình sẽ để đây, mần quấn rừng thì nó sẽ như thế này. Đấy mọi người nhé, đấy là mần quấn rừng này. Đấy, cây này thì đợt rồi nó ra hoa nhưng mà mình thấy là nó vẫn chưa đậu quả. Đấy, bên này cũng là một cây mần quấn rừng khác nhưng mà mình đang ghép cây mần quấn nhà lên đây này. Đấy, bên này là một số cây phôi, cây hoa rẻ mình đang trồng. Đây, đây là những cái cây hoa rẻ nha. Đây này, đây cũng là một cái cây mần quấn mình mới ghép này. Ồ, ở đây nó có một sâu, mình sẽ bắt cái con sâu này, không là nó ăn cái lá mọi người. Đấy, nó rất là, đây cũng là cái cây mần quân nhà, mình ghép cái cây mần quân nhà lên cái cây mần quân rừng nhé. Đây, còn bên này này, đây là cây mần quân nhà này. Đấy, và bên cạnh ở đây là một cái cây mần quân rừng. À, mình đây là cây mần quấn rừng, à mần quấn nha này. Đây, mần quấn nha thì lá nó sẽ dày hơn thế này mọi người nhé. Đấy, bên cạnh là cây mần quấn rừng. Đấy, kia là cây mần quấn rừng nhé, lá nhỏ và mỏng hơn, và nhiều gai. Còn cây này thì mần quấn nha thì lá nó dày, to và ít gai hoặc là không có gai nhé. Nó vẫn thỉnh thoảng vẫn có một vài cái gai thôi, như thế này. Đấy, thì hiện tại thì mình cũng đang có bán cái cành chiết của cái cây mần quân này. Mọi người và bà con có nhu cầu thì có thể là liên hệ với mình theo số điện thoại 0377 841 339 hoặc số 0702 567 999. Thì mình sẽ cung cấp cái giống cây mần quân này cho mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi xem một số cái cây mà mình đang chiết mọi người nhé. Đây là cái phục trấu mình đang đốt để bón cho cây. Đây, bên này mọi người nhé. Đây, đây là vườn của nhà mình. Trong này là cái khu vực mình đang chiết cành cái cây mần quân. Đây, đây là một cái cây mần quân nhà mình. Những cái cành chiết này thì khoảng tầm 10-15 ngày nữa sẽ bắt đầu có rễ rồi. Đây là những cái cây mần quân chiết cành nhé. Mọi người và bà con có nhu cầu mua cái giống thì có thể inbox hoặc liên hệ với mình theo số điện thoại 0377
841339 hoặc số 0702567999 nhé. Những cái cây đây, đây mọi người này. Đấy, cây này năm nay quả sái triệu luôn. Đấy, triệu canh luôn mọi người nhé. Đấy. Cảm ơn tất cả mọi người và bà con nhé.